Xin chào các bạn, chào các bạn đã đến với kênh Nguyễn Kiều 983, kênh chuyên về ẩm thực, cây trồng và phẫu thuật. Vâng, tiếp nối chủ đề ẩm thực, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái đồ uống rất là thơm ngon bổ dưỡng, đó chính là siro từ quả dâu tằm. Đây các bạn nhìn, đây là những quả dâu tằm mà tôi đã chảy ở chính vườn nhà mình, những cái dâu tằm mà tôi tự trồng. Các bạn nhìn thấy xem, những quả dâu tằm rất là mọng, thơm ngon. Vậy thì để làm siro dâu tằm như nào cho uống vừa ngon và không bị lên men, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể chi tiết để làm cái đồ uống này. Vâng, cái dâu tằm trước khi làm siro thì chúng ta lựa chọn những quả dâu tằm chín và chảy về, chúng ta nhặt bỏ những quả hỏng hư thối, rồi chúng ta cắt những cuống của quả dâu đi. Các bạn nhỉ, tôi đã cắt hết quả cuống rồi. Sau đó chúng ta có thể ngâm với nước muối loãng khoảng 15 phút. Sau đó chúng ta rửa bằng nước sạch và chúng ta để ráo. Nhưng mà để sơ chế quả dâu tằm này làm sao mà khi mà chúng ta ngâm mà nó không bị lên men, thì tôi có một cái bí quyết nữa. Đó chính là tôi sẽ trần qua cái quả dâu tằm này bằng nước đun sôi. Việc trần như vậy nhằm mục đích đó là loại bỏ những cái ký sinh trùng, rồi những cái vi khuẩn có hại, hoặc là loại bỏ những cái lấm mốc để trong cái quá trình lên men nó không làm cho siro của chúng ta nổi váng và lên men. Tôi sẽ cho vào cái vào đây để tôi sẽ dùng nước nóng để trần qua cái những quả dâu này. Nước nóng tôi đã đun vào trong phích rồi và tôi sẽ đổ vào trần qua được. Được, chúng ta đảo qua dâu cho đều, và tuy dâu đã được rửa rất là sạch rồi nhưng mà chúng ta đảo để có những cái tạp chất gì mà còn lẫn ở trong những cái khe kẽ của quả dâu thì nó có thể nước nóng nó đẩy ra ngoài. Và đặc biệt là nếu mà dâu chúng ta đi mua thì chúng ta làm này sẽ đảm bảo hơn về an toàn thực phẩm. Chúng ta để khoảng một chút, sau đó chúng ta sẽ vớt ra và để ráo. Vâng, sau đó chúng ta sẽ vớt những quả dâu này ra. Chúng ta làm như này thì những quả dâu của chúng ta sẽ loại bỏ được hết những cái tạp chất và những cái vi sinh vật có hại, nó làm lên men, nổi váng siro của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ để cho dốc nước. Rồi, tôi gửi để cho dốc nước hết cái dầu này. Sau khi chúng ta trần nước nóng và chúng ta để cho vớt ra để dốc nước, thì chúng ta bắt đầu tiến hành cho vào trong lọ. Chúng ta có thể sử dụng những cái lọ thủy tinh này thì cho nó đảm bảo an toàn thực phẩm. Chúng ta đầu tiên thì ở đây tôi có khoảng 1 kg dâu tằm, quả dâu tằm, và tôi sẽ dùng khoảng 500 đến 600 g đường để ướp cho 1 kg dâu tằm. Và đầu tiên thì chúng ta có thể cho một lớp đường mỏng ở phía dưới. Sau đó chúng ta sẽ xếp một lượt dâu ở trên. Và dâu này khi được trần thì nó rất là mềm, vì vậy mà chúng ta lưu ý cho vào nên nhẹ tay một chút cho quả dâu chúng ta đỡ bị dập.
Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ cho một lớp đường lên trên. Tiếp tục chúng ta lại cho một lớp dâu. Rồi cứ mỗi một lớp dâu thì chúng ta sẽ đổ một lớp đường vào. Vâng, cái lọ này hơi bé nên là nó không chứa hết 1 kg dâu, nên là phần còn lại tôi sẽ để ngâm vào cái lọ khác. Và sau khi chúng ta đã cho dâu và cho đường vào từng lớp một thì chúng ta sẽ đậy lắp lại và chúng ta chờ đợi thời gian khoảng 1 tuần thì nước dâu của chúng ta sẽ chảy ra và sẽ hình thành siro. Và các bạn qua có thể quan sát ở bên cạnh tôi đây là một cái bình thủy tinh rất là to, tôi đã làm cách đây khoảng nửa tháng. Các bạn nhìn nước dâu đã chảy ra rất là nhiều và nước dâu này thì uống rất là tốt, đặc biệt là quả dâu thì trong đông y có rất là nhiều tác dụng, đặc biệt nó có tác dụng đó là bổ thận, dưỡng huyết, và đặc biệt là đối với những người mà tóc bạc sớm thì uống có thể là chữa trị chứng tóc bạc sớm. Và đối với mùa hè thì khi sau khi chúng ta làm siro chúng ta có thể chắp ra những cái lọ nhỏ như này để chúng ta có thể là pha uống hàng ngày, và những ngày hè nắng nóng thì chúng ta pha uống rất là mát các bạn nhé. Bởi vì trong cái siro dâu này thì có rất là nhiều vitamin C làm thanh mát cơ thể. Và chúng ta thấy là chúng ta ủ cái lượng đường cũng không nhiều và nên là rất là tốt cho sức khỏe. Uống có vị ngọt ngọt chua chua, đặc biệt là quả dâu khi chín thì nó cũng có vị rất là ngọt. Và đây tôi sẽ pha thử cho các bạn với cách nước dâu. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Và mùa hè nắng nóng thì chúng ta có thể cho thêm một chút đá vào để cho nó mát. Rồi các bạn nhìn thấy cái cốc siêu dâu của tôi có hấp dẫn không ạ? Tôi thử uống. Uống vị rất là thanh mát, rất ngọt. Và có vị hơi thanh ngọt và vị chua của dâu và có cho đá và rất là mát các bạn. Và cái siro dâu này các bạn muốn để lâu, nếu như các bạn uống trong vòng khoảng 1 tháng thì các bạn không cần đun, nhưng mà các bạn muốn để lâu để vài tháng thì các bạn khi mà cái quả dâu của chúng ta đã tiết hết ra nước rồi thì chúng ta có thể là chắp nước ra, đồng thời chúng ta lọc cái bã quả dâu ra, sau đó chúng ta lấy cái nước này chúng ta đun sôi lên rồi để nguội và đóng vào trong những cái lọ của chúng ta để chúng ta dùng dần thì có thể để dài kéo dài chúng ta uống lâu được. Và đây là một thức uống rất là ngon và rất là tuyệt vời, rất là bổ dưỡng. Các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.